Ok, chào các bạn. Mình giới thiệu với các bạn bộ tô vít 6 cây chuyên dùng để sửa chữa điện điện tử. Bộ này model của nó sẽ là 616S6. S6 tức là bộ nó có 6 cây. Đựng trong hộp giấy. Hộp giấy như thế này thì chỉ có để vận chuyển thôi. Nó có cái hộp nhựa như thế này. Trong này có 1, 2, 3, 4, 5, 6 6 cây của hãng Aerora, sản xuất tại Đức. Như là cái hộp này thì không sản xuất tại Đức, sản xuất nó hay nói về cây tô vít này thôi. Thì trong bộ cây tô vít như thế này nó sẽ có 4 cây dẹt, 2 cây ba ke. Đây là cây ba ke này, cái này cây ba ke nữa này, cái này cây dẹt, cái này cây dẹt. Rồi thì tô vít này nó khác với tô vít sửa chữa điện tử, nó khác với là tô vít thông thường một tí xíu. Tô vít thông thường, tô vít thông thường nó như thế này hoặc nó gần giống như thế này. Thì là phần cán của nó cố định như thế này, thì phần tô vít điện tử cái phần đuôi này nó xoay được, nó xoay được. Và ở đây nó có cắt khía hình bát giác để cho nó đỡ lăn. Còn nếu mà nó tròn như thế này nó dễ lăn. Cắt hình bát giác như này để cho đỡ lăn. Và cái đầu này nó xoay như vậy để cho mình để cái ngón tay vào đây, ngón tay cái vào đây. Và mình chống xuống bo mạch rồi bắt đầu mình xoay. Mình xoay phần thân nó như này. Cái chỗ đen đen đây này là để cho mình đưa tay đây. Để cho anh em sửa chữa điện bo mạch, điện điện tử thì là sẽ dùng cái này sẽ biết. Thì con cái tô vít này nó sẽ không phải là tô vít tĩnh điện, tức là mình cái này không dùng cái này cho chip được. Đối với các chip nhớ hoặc là vi điều khiển gì đấy, bộ CPU gì đấy thì cái này mình không dùng bởi vì nó không có chống tĩnh điện. Rồi về kích thước ở trên đây thì cả một bộ 6 cây bỏ trong hộp như thế này giá của nó là 990.000, mà lấy tại showroom thì giá là 770.000. 990.000 có tất cả là hai cây ba ke. Thì cái ba ke nó sẽ có chỉ số ở đây sẽ là pH, ở đây là pH 2 số 0, pH 0.0. Cây lớn hơn là cây này sẽ là pH 1 số 0, rồi là pH 0. pH này là pH 0 ha. Như vậy là mình có hai cây tô vít nhỏ xíu ba ke. Đầu ba ke hay còn là đầu pH đấy. Đầu bốn cạnh hay là đầu cộng thì cũng là nó cả. Rồi, có bốn cây dẹt. Mình xếp lại đi, xếp lại cây dài này, dài hơn tí nữa này. Lớn hơn một tí nữa này. Rồi, cây này thì đô vít dẹt thì người ta sẽ quan tâm đến độ dày của cái lưới này và độ rộng của cái lưới này. Thì cây này sẽ là độ rộng của nó là 330 ly. Độ dài ở đây là dài 100 chính là cái phần lưới này, phần lưới thép trắng này sẽ là 100. Đây, để như vậy chúng ta thấy này, thì cái phần lưới cái này đúng không? 75, 100 là cái này, 100 là cái này đây. Đó. Thì cái độ dài của cái phần lưỡi sẽ là 100. Tương ứng như vậy tiếp đến cây này. Cái này là 2.5, 75 này. 2.5 tức là độ rộng của cái phần lưỡi này là 2.5. Còn độ dài của cái phần này là 75. Gần 76 luôn nè. Tương tự như vậy cây này. Cây này sẽ là 1.8 60. 1.8 là độ rộng, 60 là độ dài của phần lưỡi. Tương tự như vậy cây này là 1.5 60. Nhỏ hơn, cây này nhỏ nhất. 60. 1.5 là cái lưỡi này rất rất mảnh, cực mảnh luôn. Ok. Để đây mình sẽ thấy. Thế là rất là dễ nhận biết, bởi vì ở đây nó có hai màu. Nó có cái đai này,
đây chính là cái đai này. Đó. Thì đai màu vàng sẽ là tô vít dẹt và đai màu đỏ sẽ là tô vít ba ke. Đơn giản vậy ha, để cho nhà sản xuất người ta làm về để cho mình dễ phân biệt. Ok, bộ 6 cây giá là 990.000, giá mua tại showroom là 770.000 cho số lượng là một bộ, còn các bạn mua nhiều càng nhiều thì giá càng rẻ. Mã hàng sẽ là 616S6. Như vậy khi các bạn hỏi, các bạn gọi điện thoại thì các bạn vui lòng đọc dùng cái mã này 616S6 thì bên mình sẽ biết được chính xác là bạn đang cần cái bộ nào. Rồi.